Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời số của VTV6 ngày 22 tháng 3. Và trong tháng 3, tháng của tuổi trẻ, thì chúng ta cùng nhau hướng tới ngày 26 tháng 3, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vâng, và trong chương trình này thì hãy cùng chúng tôi trò chuyện về trách nhiệm của những người trẻ với chính bản thân mình, với gia đình, với cộng đồng và xã hội. Bởi vì trong suốt 90 năm qua thì hàng lớp lớp những thế thanh niên thì đã cống hiến tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho đất nước và từng bước trưởng thành. Với chủ đề Thanh niên tuổi trẻ luôn sẵn sàng, hãy cùng Bảo An gặp gỡ với khách mời rất thú vị ngay sau đây. Khách mời của thế hệ số sẽ là bạn trẻ Trần Việt An, nguyên phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, sinh viên tiêu biểu toàn quốc, cán bộ đoàn xuất sắc trường Đại học Kinh tế Quốc dân và hiện là giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế Học viện Ngân hàng. Việt An còn sở hữu một kênh YouTube review sách nhằm giúp người trẻ Việt Nam đến với văn hóa đọc qua những cuốn sách tiếng Anh. Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với bạn trẻ Trần Việt An trong chương trình Thế hệ số ngay bây giờ. Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón một bạn trẻ với rất nhiều những hoạt động, không chỉ là cho bản thân mình và còn cho với cộng đồng nữa. Rất là chào mừng An đã đến với bản tin ngày hôm nay. Và bạn có thể giới thiệu thêm về công việc hiện tại của bạn ngay bây giờ được không? Dạ vâng. Xin chào anh Bảo An cũng như quý khán giả. Thì em tên là Trần Việt An và đến từ quê hương là Hà Tĩnh. Hiện nay đang là giảng viên của khoa Kinh doanh Quốc tế Học viện Ngân hàng. Tôi thấy là bạn cũng từng đi du học ở Anh đúng không? Dạ vâng. Và cũng tham gia những cái vai trò liên quan đến đoàn thanh niên. Không biết là khi mà bạn có cơ hội học tập ở bên nước ngoài thì những cái hoạt động của đoàn viên thanh niên thì sẽ có những cái điều gì thú vị? Rõ ràng là những người con xa xứ đi học thì cũng cần có cái cộng đồng và cái trải nghiệm khi học tập ở nước ngoài và được cùng nhau sinh hoạt hoạt động với nhau rất là ý nghĩa. Và khi đến với một đất nước văn minh như ở Vương quốc Anh thì bản thân mình cũng như những bạn bè khác cảm thấy rằng là mình ước mơ để có thể xây dựng đất nước giàu đẹp. Và như vậy điều đó còn thôi thúc hơn nữa để khiến cho cái nhiệt huyết trong người của mỗi bạn trẻ đi học ở nước ngoài cũng muốn để cùng nhau để sau đó quay về đất nước để cống hiến. Đối với thế hệ trẻ ngày nay thì các bạn cũng được học tập tốt hơn, có nhiều nhận thức hơn. Do đó thì bây giờ các bạn hướng tới một chúng ta dùng một cụm từ đấy là phát triển bền vững. Các bạn quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn, quan tâm đến cộng đồng, đến môi trường như là nguồn nước, như là nguồn đất hay các nguồn tài nguyên khác. Cũng tình cờ anh ạ, là một tháng nữa, đúng ngày 2 tháng 4 là ngày sinh nhật của em, là cũng vào ngày gọi là ngày chúng ta ngày trái đất. chúng ta vào tháng này là ngày nước, tháng sau ngày trái đất. Thế thì bản thân em cũng rất nhận thức việc đấy, không chỉ ở tài nguyên nước mà tất cả những tài nguyên khác. Thế thì quay lại thời trung học phổ thông thì bản thân em cũng đã dắt một dự án để về, có nghĩa chúng ta thời điểm đó thì điều kiện về nhà vệ sinh ở các trường học ở vùng quê còn hạn chế, thì cũng cố gắng để làm sao giữ gìn sạch sẽ và tiết kiệm nguồn nước ở đấy. Thì bản thân em trải qua thì cũng cảm thấy vô cùng ý nghĩa, và nó cũng là tiền đề để mình nhận thức tốt hơn và mình có kinh nghiệm hơn cho các hoạt động ở đại học cũng như sau này. Không chỉ là các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp hay là các hoạt động thanh niên khác, nhưng đơn cử thôi, ngay tại Học viện Ngân hàng, các bạn đội sinh viên tình nguyện đã luôn lăn xả ở đứng ở chốt gác ở ngay đèn đỏ trước học viện, và cũng là một hoạt động cực kỳ nghĩa đã trải qua hơn 10 năm, và đó chính là tinh thần hy sinh, lăn xả và luôn sẵn sàng mà chúng ta kế thừa từ trong. Để khi vài năm nữa nhìn lại, chúng ta chẳng bao giờ thốt lên hai từ giá như, mà trong lòng chỉ trào dâng niềm tự hào vì chúng ta đã có một tuổi trẻ thật nhiệt huyết và sống trách nhiệm. Thì bản thân em cũng sinh ra trong môi trường là ở tỉnh Hà Tĩnh luôn. Mình hiểu được cái sự nghèo khó từ ngày xưa, hiểu được là cái lũ rồi bão nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường như thế nào. Nên khi là một người giảng viên ở trong môi trường đại học, thì em khi mà nhìn thấy những bạn trẻ khi còn đang là sinh viên đã có ý thức và luôn hướng về đồng bào của mình ở khu vực miền Trung, thì mình cảm thấy thật sự rất cảm động. Và đôi khi người bên ngoài người ta nhìn vào chẳng hạn có thể sẽ không hiểu hết, nhưng thứ nhất đã dành cho các bạn những cái trải nghiệm mà có lẽ là đến cuối cuộc đời có thể không ai có. Thứ hai là những kinh nghiệm. Và thứ ba chăng nữa là sau cùng nhìn lại, chúng ta sẽ không bao giờ hối hận hay có cụm từ như trong phòng sự đã nói là giá như. Tham gia các hoạt động, học tập cũng như làm việc tại nước ngoài, luôn muốn thể hiện sự khát khao chứng minh về tinh thần tự hào dân tộc. Và cũng bởi vì đó nên là cũng được biết rất nhiều bạn. Trong đó có thể kể đến như bạn Đinh Lê Công, ngày xưa là huy chương bạc toàn quốc tế, và sau đó được học bổng học tại trường đại học Southampton ở Vương quốc Anh. Sau đó với cái sức học của bạn là một trong những người mà phải nói trong hàng chục năm qua, theo đánh giá của giáo sư tại trường, là mới có một người như vậy. Và cuối cùng được giữ ở lại học thẳng bằng tiến sĩ. Hai câu chuyện của bạn Xuân Bách là thủ khoa trường đại học Y Hà Nội, và sau đó được học bổng đi học Hungary. Và bạn là một trong những sinh viên Việt Nam hiếm hoi học ngành y tại đây và hoàn thành và có mong muốn được lại cống hiến cho nền y tế của toàn cầu. Đấy là những câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái khát khao cống hiến không chỉ là trong đất nước mà còn để chứng minh Việt Nam đối với thế giới.
bản thân em cũng đã trải qua có lẽ rất nhiều năm từ hồi mà còn đang học tiểu học, tham gia vào hoạt động đoàn, hoạt động hội, mình gắn bó. Và một khoảnh khắc mà có lẽ là mình vẫn nhớ nhất đến bây giờ, đấy là năm 2017, là khi mình tốt nghiệp và phát biểu trong lễ tốt nghiệp ra trường bậc cử nhân. Và lúc đấy cũng gần như đã khóc, bởi mình nhớ lại những kỷ niệm nó quá tuyệt vời mình đã cống hiến cho mọi người. Nên qua đó cũng muốn chia sẻ với các bạn sinh viên, các bạn tuổi trẻ ngày nay, đấy là nếu chúng ta suy nghĩ một chút, hãy biết rằng là tuổi thế của chúng ta nên hy sinh một chút vì cộng đồng, vì nó sẽ đem lại những giá trị rất lâu dài cho tất cả mọi người. Và hãy dành thời gian rảnh của mình tăng cường kiến thức thông qua đọc sách, thông qua hoạt động của xã hội, tình nguyện, đơn giản như là hiến máu thôi. Và điều đó chắc chắn sẽ làm chúng ta, đem đến chúng ta một cái hạnh phúc lâu dài. Rất là cảm ơn, một lần nữa được cảm ơn bạn Việt An đã dành thời gian để tham gia chương trình Thế hệ số ngày hôm nay. Một giảng viên trẻ này, một cán bộ đoàn trẻ, và cái thông điệp mà bạn đưa ra hết sức ý nghĩa. Và tôi nghĩ là cuộc đời mỗi người thì đều có những ước mơ, và tuổi trẻ là cái tuổi mà phù hợp nhất để chúng ta thực hiện những cái ước mơ đó. Và hãy làm sao cho ước mơ này thì vừa có những cái giá trị cho bản thân và gia đình cũng như là cả cộng đồng, thì ước mơ đó thật là tuyệt vời biết bao. Một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị và các bạn dành cho bản tin Thế hệ số. Xin chào và hẹn gặp lại.